được mến chào quý vị khán giả và các em nhỏ. Và Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Ước mơ của em. À, và ngày hôm nay thì chị Tường Vi vừa nhận được một lá thư rất là dễ thương, rất là thú vị. Và bạn ấy muốn làm một món quà bất ngờ và ý nghĩa dành cho một người thân của mình. Mà đó là ai thì bí mật. Bây giờ chúng ta hãy gọi điện cho hiệp sĩ đã nha. Xin chào, cô tổng đại viên xinh đẹp. Hiệp sĩ ơi, bạn nhỏ ấy tên là Yến Nhi và bạn ấy đổi địa chỉ là 26/17D Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4 và có ước mơ là làm một món quà bất ngờ dành tặng cho ông cố của mình đó. Một ước mơ rất là tình cảm mà rất là thú vị nữa. Được rồi, hiệp sĩ Thiên Vương sẽ lên đường ngay để gặp bé Yến Nhi ha. Chào con. Con là Yến Nhi hả? Rồi, chú là MC Tiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Tại sao con lại có ước mơ là làm cái ghế cho ông cố? À, tại vì ông cố con già rồi. Thôi bị còng lưng rồi. Lâu lâu bà nội gọi cái ghế của ông cố rồi có niệm luôn. Con muốn làm cái ghế mà có độ êm, mềm cho ông cố ngồi. Con gặp ông cố thường xuyên không? Lâu lâu con về quê con mới gặp. Quê con ở đâu nè? Ở Cà Mau. Con có một cái tấm hình hay cái gì đó của ông cố để mà chú có thể chú hình dung ra là hình dáng của ông cố được hay không? Đây là ông cố của con hả? Dạ. Ông cố cao luôn. Ông cố con cũng cao lắm luôn á. Mình làm một cái ghế nó ở tầm vừa phải thì ông cố sẽ ngồi tốt hơn. Dạ. Con tự thiết kế cái ghế con thử xem. Cái ghế là cao nhưng mà cái chân ghế thì có một cỡ này thôi. À, không sao làm ghế. Đi xin ghế bỏ. Xong sau đó mình về mình cải tạo lại. Đúng rồi. Nếu mà bé xuống thăm quê á chị, thì ông cố với bé có thân thiết với nhau không? Có, ông nhấc lưng cái đấm đấm bóp. À. Bóp vô tay cho ông, mỗi lần ông nhấc cái nó bóp và nó nói nha. Để con kiếm cái ghế cho ông cố ngồi. Bây giờ con ước mơ con làm cái ghế cho ông cố. Bây giờ bà Năm cho con xin được cái ghế bỏ. Bây giờ bà Năm không có ghế. Ghế cũ quá không có cho con được. Ghế cũ cũng được, ghế bỏ rồi đó Năm. Ghế bỏ hả? Dạ. Cái ghế này thì không có lưng. Rồi cảm ơn ạ. Đi, đi con. Có cái ghế bự đó hả? Mà đang xài. À, ghế này đang xài rồi con. Bà có cái ghế nào bỏ mà có cái lưng mà. Trời, cái ghế có cái lưng sao bà có được. Bà bán hủ tiếu thì nó có cái lưng. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn cô ạ. Con tìm xung quanh đây nè, đây là cái khu mấy chú thu gom vật liệu nè, con hỏi bên đây coi. Ghế giống vậy ha, sao? Dạ, một dạng vậy, có nghĩa là ghế đó không có cái lưng dựa. Đó, thì có cái đó đó. Nhưng mà xin nữa. Thì cho đó. Nếu mà sợ ông cố lại lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi, mà đẩy tới đây luôn thì sợ bị nguy hiểm. Cái ghế gỗ thì chị không có, ở đây đâu có ghế gỗ. Không có được một cái ghế mà như mình mong muốn. Nhà con có quen ai làm vận chuyển nhà cửa không? Dạ không. Nếu bây giờ mà mình không tìm được cái ghế là không có làm được gì hết á. Chú có biết một chỗ chuyển nhà, chú sẽ liên lạc tới đó thử. Dạ. Xin lỗi, có phải dịch vụ chuyển nhà không ạ? Dạ phải ạ. Anh ơi, anh cho em một phút, có một bé muốn nói chuyện với anh nhé. Con tên là Nhi, con ước mơ á làm cái ghế trong cố của con bây giờ chú á. Biết chỗ nào chuyển nhà? Bây giờ hôm nay thì chú có chuyển nhà cho một số chỗ á, con tới con sẽ thử nha. Em cảm ơn anh ạ, bây giờ anh có thể anh nhắn cho em cái địa chỉ được không ạ? Đây khiển nè. Xin chào bà ạ. Xin chào bà. Bà ơi, phải nhà mình đang chuyển nhà không vậy bà? Phải nhà bà, hôm nay bà dọn nhà. Dạ. Bây giờ con tên là Yến Nhi, con học lớp năm 2 chuẩn 11. Bây giờ bà ở nhà bà có cái ghế gỗ nào không cho con xin được không đó bà? Có cái ghế gỗ nó ngoài nó hư rồi.
Vậy mình về mình đóng lại thôi. Dạ. Bây giờ mấy cái này là con tính con làm cái lưng ghế đúng không? Dạ. Tôi thấy có vẻ hơi dơ. Mình phải đem đi giặt trước đi. Rồi. Nó chỉ cần vài phút quá là mình đã sẽ xong. Thì tại vì cái máy giặt nó giặt rất là nhanh. Dạ. Và sạch nữa. Ha, mình chờ chút, lên đây không? Dựa coi. Con ngồi cảm thấy như thế nào? Êm đúng không? Dạ. Con là 80 tuổi đúng không? Dạ. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi gặp những ông bà ở xung quanh con này. Dạ. Mà cũng tầm cũng khoảng tuổi là 80. Mời ông bà thử xem là cái ghế này mình làm chắc chắn chưa? Dạ. Bà dựa vô luôn ạ. Êm hả bà? Dạ, cảm ơn bà. Bà ơi, thấy có đẹp không vậy? Bà còn thử giùm con cái ghế cho bà thấy êm không mà. Êm mà thấy êm. Êm ạ. Mới. Ông ngồi, hỏi không thấy có lao luôn không? Không, thấy không có lao. Không thấy êm không ông? Ông ơi, cái này con tặng cho ông cố của con, ông thấy được nó không? Được, này quà lưu niệm là đầu xưa mà. Bố để kỷ niệm được. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Không? Ngồi ghế này lâu thì chú nghĩ là nó ngay chỗ này nè. Sẽ rất là mỏi, rất là đau. Dạ. Này nè. Nếu mà ngồi khoảng như 1-2 tiếng đồng hồ, chú nghĩ cái này nó sẽ bị gãy. Dạ. Mình sẽ bây giờ chú cháu mình đi sẽ tìm một cái chỗ, một cái xưởng gỗ. Dạ. Giúp mình làm lại cho nó chắc chắn hơn. Dạ. Kìa. Con nè, vô xin thử xem. Ông có ai nói nó hiểu lại cho anh. Đi coi, tôi không có giải quyết chỗ này. Đó, giờ người ta không cho mình nữa. Bây giờ cuối cùng không có gì hết. Thì sao? Tiếp tục nữa không? Con tiếp tục nữa không? Hả? Nói chú nghe coi. Con tiếp tục nữa không? Sao lại khóc? Có gì đâu mà khóc nè. Thì nói này, bây giờ chỗ này người ta không cho mình đúng không? Thì mình cứ cố gắng mình làm ước mơ thôi, rồi mình tiếp tục mình làm, mình tìm một chỗ khác nữa. Đúng không nào? Thấy không? Nín đi. Không có gì khóc hết á. Bây giờ thì chú sực nhớ ra nè. Có một chỗ mà có thể là người ta sẽ giúp mình. Thì giờ mình tới, mình đem cái ghế này tới. Mình hỏi thử là người ta có chịu giúp mình hay không. Lên, bỏ lên con, bỏ lên nha. Con chào chú. Chào con. Con tên là Yến Nhi. Con có ước mơ làm cái ghế trong cố của con. Con muốn có một người làm lại cái ghế cho nó đẹp á. Giờ chú giúp con làm lại cái ghế được không chú? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi. Có gì mấy cô chú sẽ giúp đỡ cho con nha. Dạ. Những cái bị hư á, mình sẽ thay lại cho thanh cư thanh mới. Dạ. Còn những cái đẹp là mình phải đọc bọc lại rồi. Dạ. Mình sơn lại nữa. Dạ. Ghế này đã dần hoàn thiện để trở thành một chiếc ghế có thể sử dụng được. Với những tấm nệm đẹp đẽ hơn và những thanh gỗ, những chân ghế chắc chắn hơn. Cảm ơn của chú. Chú đã giúp con cái ghế hỏng thành cái ghế có thể ngồi được. Con cảm thấy rất là vui. Mình sẽ bọc chiếc ghế này lại. Đồng thời con ghi địa chỉ dán phía sau lưng ghế để mình đem ra bến xe. Mình sẽ gửi xuống cho ông cố của con ha. Chào con. Con nghĩ là ông cố đã nhận được món quà của con chưa nè? Chắc nhận rồi. Nhận rồi? Dạ. Thế mình có cách nào để mà mình liên lạc với ông cố của con? À, gọi điện. Alo. Ông cố hả ông cố? Con. Dạ đúng rồi. Ông cố ơi, cái ghế sao rồi ông cố? Ông cố mình không có ăn được rồi. Dạ. Bây giờ đang ngồi đây.
ngồi trên ghế nè. Ông cố ngồi trên cái ghế, ông cố thấy có được không? Được, đẹp lắm. Dạ, con làm ghế cho ông cố, để cho ông cố đỡ mỏi cái lưng. Ông cố nhiều lắm, cảm ơn. Hè này con về chơi với ông cố nha. Chúc ông cố khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nha. Dạ. Các em thấy không, chỉ cần làm có những hành động nhỏ thôi, đôi khi chỉ là một bông hoa, một điểm 10 hay luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời thì cũng đã khiến cho ông bà cha mẹ mình vui lòng rồi, đúng không nào? Còn bây giờ thì tiếc quá, thời gian đã hết rồi. Chị Tường Vi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.